Xin chào tất cả các con. Thầy rất vui khi được gặp lại các con trong tiết toán ngày hôm nay. Để học tốt thì các con cần chuẩn bị cho thầy sách giáo khoa toán lớp 2, bộ sách chân trời sáng tạo tập 1, bút bi, bút chì, thước kẻ, vở ô ly, phấn và bản con. Và các con cũng lưu ý, trong khi ngồi học thì các con ngồi thật ngay ngắn, tập trung nghe thầy giảng bài. Kính mong quý phụ huynh cũng luôn đồng hành cùng các con để tiết học diễn ra đạt hiệu quả cao hơn. Mở đầu tiết học hôm nay, các con cùng thầy ôn lại một số kiến thức cũ nhé. Đặt tính rồi tính. Bây giờ, thầy mời các con lấy phấn và bản con. Các con thực hiện cho thầy phép tính. 80 trừ 7. Các con thực hiện vào đi nào. Các con đã hoàn thành chưa? Bây giờ các con xem đáp án của thầy để đặt tính thì các con viết số 80. Sau đó các con viết số 7 đặt dưới số 80 sao cho hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị. Hàng chục thẳng cột với hàng chục. Dấu trừ viết bên trái giữa hai số. Sau đó các con dùng thức kẻ kẻ dấu gạch ngang đặt dưới số 7. Thực hiện phép tính thì các con thực hiện từ phải sang trái. 0 không, không trừ được 7. Các con lấy 10 trừ 7 bằng 3, viết 3, nhớ 1. 8 trừ 1 bằng 7, viết 7. Như vậy, 80 trừ 7 bằng 73. Các con có kết quả giống thầy không nào? Rất tốt. Thầy chúc mừng các con nhé. Bây giờ, thầy mời các con xóa bảng và các con thực hiện tiếp cho thầy phép tính. 74 trừ 26 bằng các con thực hiện vào đi nào. Các con đã hoàn thành chưa? Bây giờ các con xem đáp án của thầy. Để đặt tính thì đầu tiên các con viết số 74. Sau đó các con viết số 26 đặt dưới số 74. Sao cho hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị. Hàng chục thẳng cột với hàng chục dấu trừ viết bên trái giữa hai số. Sau đó các con dùng thước kẻ, kẻ dấu gạch ngang đặt dưới số 26. Thực hiện phép tính thì các con cũng thực hiện từ phải sang trái. 4 không trừ được 6, lấy 14 trừ 6 bằng 8, viết 8, nhớ 1, 2 thêm 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4. Như vậy, 74 trừ 26 bằng 48. Các con có kết quả giống thầy không nào? À rất tốt, thầy chúc mừng các con nhé. Như vậy, ở các tiết học trước thì các con đã được tìm hiểu bài. Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100. Hôm nay để ôn lại các kiến thức mà các con đã học, thầy sẽ hướng dẫn cho các con bài mới. Em làm được những gì? Tiết 1, sách giáo khoa trang 96. Bây giờ Thầy mời các con đi vào bài tập số 1. Bài tập số 1. Tính nhẩm. Ở bài tập số 1 này, thầy có 3 cột phép tính. Cột thứ nhất, có các phép tính 9 cộng 7, 6 cộng 5, 4 cộng 8. Cột thứ hai có các phép tính 12 trừ 6, 11 trừ 7, 10 trừ 8. Cột phép tính thứ ba có các phép tính 50 cộng 40 80 trừ 60 70 cộng 30. Bây giờ thầy mời các con quan sát cột thứ nhất. Quan sát cột thứ nhất, các con cho thầy biết các phép tính ở cột thứ nhất có điều gì đặc biệt? À, đúng rồi. Các phép tính ở cột thứ nhất đều là các phép cộng qua 10 trong phạm vi 20 phải không nào? Như vậy để thực hiện các phép cộng qua 10 trong phạm vi 20, các con thực hiện như thế nào? À, đúng rồi. Để thực hiện các phép cộng qua 10 trong phạm vi 20 thì các con sẽ gộp cho đủ chục rồi cộng với số còn lại phải không nào? Bây giờ, thầy mời các con quan sát cột thứ hai. Quan sát các phép tính của cột thứ hai, các con cho thầy biết các phép tính này có điều gì đặc biệt? À đúng rồi. Các phép tính của cột thứ hai là các phép trừ qua 10 trong phạm vi 20 phải không nào? Như vậy để thực hiện các phép trừ qua 10 trong phạm vi 20, các con thực hiện như thế nào? Đúng rồi, để thực hiện các phép trừ qua 10 trong phạm vi 20 thì các con sẽ trừ để được 10 rồi trừ với số còn lại phải không nào? Bây giờ thầy mời các con quan sát cột thứ ba quan sát các phép tính của cột thứ ba, Các con cho thầy biết các phép tính này có điều gì đặc biệt? À đúng rồi. Các phép tính của cột thứ ba đều là các phép cộng và phép trừ là số tròn chục phải không nào? Như vậy để thực hiện thì các con lưu ý ta chỉ thực hiện tính toán ở các số ở hàng chục. Sau khi tìm kết quả thì các con viết thêm chữ số 0 ở phía sau kết quả mà các con vừa tìm được. Bây giờ thầy mời các con mở sách giáo khoa trang 96. Các con dùng bút chì tính và điền kết quả vào sách giáo khoa cho thầy nhé. Các con đã hoàn thành chưa? Bây giờ các con xem đáp án của thầy. Cột phép tính thứ nhất. Phép tính đầu tiên. 9 cộng 7. 9 cộng 7 bằng bao nhiêu? À, đây là phép cộng qua 10 trong phạm vi 20. Như vậy, để thực hiện thì các con sẽ tách 7 thành 1 và 6. Lấy 9 cộng 1 bằng 10. 10 cộng 6 bằng 16. Như vậy, 9 cộng 7 bằng 16. Phép tính thứ hai, 6 cộng 5. 6 cộng 5 bằng 11. Phép tính thứ ba, 4 cộng 8 bằng 12. Các con sang cột thứ hai. Phép tính đầu tiên, 12 trừ 6. 12 trừ 6 bằng bao nhiêu? À, đây là phép trừ qua 10 trong phạm vi 20. Để thực hiện thì các con trừ để được 10, rồi trừ với số còn lại. Như vậy, ở phép tính này, thầy sẽ tách 6 thành 2 và 4, lấy 12 trừ 2 bằng 10, 10 trừ 4 bằng 6, viết 6. Như vậy, 12 trừ 6 bằng 6. Tương tự như vậy, 11 trừ 7 bằng 4, 10 trừ 8 bằng 2. Các con sang cột phép tính thứ 3. Phép tính đầu tiên, 50 cộng 40. Để thực hiện thì các con chú ý thực hiện số ở hàng chục. Các con lấy 5 cộng 4 bằng 9. Sau đó thêm số 0 vào phía sau số 9 vừa tìm được. Như vậy 50 cộng 40 bằng 90. Phép tính thứ hai 80 trừ 60 bằng 20. Phép tính thứ ba 70 cộng 30 bằng 100 tiếp theo để giúp cho các con nắm lại được cách thực hiện các phép tính cộng và trừ có nhớ và không nhớ trong phạm vi 100. Thầy mời các con sang bài tập số 2. Bài tập số 2. Quan sát các phép tính sau. 44 cộng 48. 68 trừ 17. 80 trừ 25. 31 cộng 9. Câu A. Xác định các phép tính có nhớ Câu B Đặt tính rồi tính bốn phép tính trên Bây giờ thầy mời các con đi vào câu A Câu A Xác định các phép tính có nhớ Ở bài tập 2 này thầy có bốn phép tính 44 cộng 48 68 trừ 17 80 trừ 25 31 cộng 9 Như vậy để xác định các phép tính có nhớ thì các con sẽ dựa vào điều kiện nào? À đúng rồi, để xác định được các phép tính có nhớ thì các con hãy dựa vào các phép trừ và phép cộng qua 10 trong phạm vi 20. Bây giờ các con hãy mở sách giáo khoa trang 96, quan sát 4 phép tính trên. Các con xác định cho thầy phép tính nào là phép tính có nhớ. Và sau đó các con dùng bút chì khoanh tròn vào các phép tính có nhớ cho thầy. Các con thực hiện vào đi nào. Các con đã xác định xong chưa? Bây giờ các con xem đáp án của thầy nhé. Phép tính thứ nhất, 44 cộng 48. Quan sát phép tính này thì các con thấy số ở hàng đơn vị của số 44 là số 4 cộng với số hàng đơn vị của số 48 là số 8. 4 cộng 8 là phép cộng qua 10 trong phạm vi 20. Như vậy, 4 cộng 8 bằng 12 thì các con sẽ viết hai và nhớ một. Như vậy 44 cộng 48 là phép tính có nhớ. Các con sang phép tính thứ hai. 68 trừ 17. Ở phép tính này 8 lớn hơn 7 cho nên 8 trừ được cho 7. Như vậy phép tính này là phép tính không nhớ. Các con sang phép tính thứ ba. 80 trừ 25. Ở phép tính này, 0 không, không trừ được 5, ta phải lấy 10 trừ 5. 10 trừ 5 bằng 5 thì các con phải viết 5 và nhớ 1. Như vậy, phép tính này là phép tính có nhớ. Các con sang phép tính thứ tư 31 cộng 9. Ở phép tính này, 1 cộng với 9 bằng 10. Và 10 là số có hai chữ số. Cho nên các con phải viết 0 và nhớ 1. Như vậy, 31 cộng 9 là phép tính có nhớ. Như vậy, qua câu A này, thầy xác định được 3 phép tính có nhớ. Đó là 44 cộng 48, 80 trừ 25, 31 cộng 9. Bây giờ, các con sang câu B. Câu B, đặt tính rồi tính 4 phép tính trên. Bây giờ thầy mời các con mở vở ô ly và các con hãy lấy bút bi ra. Các con tính các phép tính này vào vở ô ly cho thầy nhé. Các con thực hiện vào đi nào. Các con đã hoàn thành chưa? Bây giờ các con xem đáp án của thầy. Phép tính đầu tiên 44 cộng 48. Để đặt tính thì đầu tiên các con sẽ viết số 44. Sau đó các con viết số 48 đặt dưới số 44. Sao cho hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột với hàng chục. Các con viết dấu cộng đặt bên trái giữa hai số. Sau đó các con dùng thước kẻ kẻ dấu gạch ngang đặt dưới số 48. Thực hiện phép tính thì các con thực hiện từ phải sang trái. 4 cộng 8 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 4 cộng 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. Như vậy, 44 cộng 48 bằng 92. Các con sang phép tính thứ hai 68 trừ 17. Để đặt tính thì đầu tiên các con viết số 68. Sau đó các con viết số 17 đặt dưới số 68. Sao cho hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột với hàng chục. Các con viết dấu trừ đặt bên trái giữa hai số. Sau đó dùng thước kẻ kẻ dấu gạch ngang đặt dưới số 17. Thực hiện phép tính thì các con thực hiện từ phải sang trái. 8 trừ 7 bằng 1, viết 1. 6 trừ 1 bằng 5, viết 5. Như vậy, 68 trừ 17 bằng 51. Các con sang phép tính thứ 3. 80 trừ 25. Để đặt tính thì các con viết số 80. Sau đó, các con viết số 25 đặt dưới số 80. Sao cho hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị và hàng chục thẳng cột với hàng chục các con viết dấu trừ đặt bên trái giữa hai số. Sau đó dùng thước kẻ kẻ dấu gạch ngang đặt dưới số 25. Thực hiện phép tính thì các con cũng thực hiện từ phải sang trái. 0 không, không trừ được 5, lấy 10 trừ 5 bằng 5. Viết 5, nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. 8 trừ 3 bằng 5. Viết 5. Như vậy 80 trừ 25 bằng 55. Các con sang phép tính thứ tư. 31 cộng 9. Để đặt tính thì đầu tiên các con viết số 31. Sau đó các con viết số 9 đặt dưới số 31. Các con viết dấu cộng đặt bên trái giữa hai số. Sau đó các con dùng thước kẻ kẻ dấu gạch ngang đặt dưới số 9 thực hiện phép tính thì các con cũng thực hiện từ phải sang trái. 1 cộng 9 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4, viết 4. Như vậy, 31 cộng 9 bằng 40. Vừa rồi, thầy đã hướng dẫn cho các con xong bài tập số 2. Qua bài tập số 2 này, giúp cho các con nắm lại được cách thực hiện phép tính cộng và phép tính trừ có nhớ và không nhớ trong phạm vi 100 và giúp cho các con xác định được phép tính nào là phép tính có nhớ, phép tính nào là phép tính không nhớ. Tiếp theo, để giúp cho các con nhớ lại được dạng bài tập liên quan đến sơ đồ tách gập số, thầy mời các con sang bài tập số 3. Bài tập số 3, số. Bây giờ, thầy mời các con quan sát lên màn hình. Quan sát bài mẫu thì các con thấy trên các quả dâu tay có chứa các số 14, 9 và 5. Dựa vào sơ đồ tách gộp số thì gộp 9 và 5 được 14. Gộp 5 và 9 được 14. 14 tách 9 còn lại 5. 14 tách 5 còn lại 9. Như vậy, dựa vào sơ đồ tách gộp số các con hãy mở sách giáo khoa trang 96. Các con hãy tìm và điền các số còn lại vào các dấu chấm hỏi ở các hình còn lại cho thầy. Các con thực hiện vào đi nào. Các con đã hoàn thành chưa? Bây giờ các con xem đáp án của thầy. Bây giờ thầy mời các con sang hình thứ hai, hình các quả bơ. Dựa vào sơ đồ tách gọp số thì 13 tách 6 còn lại 7 Như vậy ở dấu chấm hỏi này thầy sẽ điền số 7 Các con sang hình các quả táo Dựa vào sơ đồ tách gọp số thì gọp 9 và 8 được 17 Như vậy ở dấu chấm hỏi này các con sẽ điền số 17 Hoặc các con có thể làm cách khác Gọp 8 và 9 được 17 thì các con cũng điền được số 17. Như vậy, thầy đã vừa hướng dẫn cho các con xong bài học ngày hôm nay. Qua bài học ngày hôm nay, giúp cho các con nắm lại được cách thực hiện phép tính cộng và phép tính trừ qua 10 trong phạm vi 20. Cách thực hiện phép tính cộng và phép tính trừ các số tròn chục. Cách thực hiện phép tính cộng và phép tính trừ có nhớ và không nhớ trong phạm vi 100. Qua đó, còn giúp cho các con xác định được phép tính nào là phép tính có nhớ, phép tính nào là phép tính không nhớ. Như vậy tiết học của các con hôm nay đến đây là hết. Thầy chúc các con nhiều sức khỏe, chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các con vào tiết sau.